đối với hoa ly thì đặc biệt là ly kép thì việc chảy lá là việc là thường xuyên sẽ xảy ra và xảy ra nhiều hơn đối với thời tiết mà bất thuận hoặc là nhiệt độ cao, đặc biệt là thời điểm mà lúc đầu mà mình trồng ấy. Cho nên là việc ươm ở trong kho hoặc là ươm trong điều kiện mát lúc đầu ấy, là cực kỳ là quan trọng. Và mọi người có thể thấy là ở đấy là cả cái màu lý kẹp được ươm, cho nên là cái tỷ lệ mà cháy hoặc là thối ngon ấy, nó giảm đi rất là nhiều đấy. Chứ không là mọi năm là bây giờ hiện tại mọi người có thể thấy giữa tháng 10 nhưng mà nhiệt độ rất là cao, nóng 28-29 độ. Mà nóng từ đâu muộn chứ. Nếu mà trường hợp mà không ươm thì nghĩ là một số giống cháy rất là nặng đấy. Nhưng bây giờ là một cả cái giống lý kẹp ấy, nó cháy ở mức độ là rất là nhẹ nhàng đấy. Đấy, chạy xoắn xoắn rất là nhẹ nhàng như này. Có trắng thì chỉ có một cái màu hồng này này, nó chạy bị thắt lá đây, nhưng mà cơ bản là cũng không có làm ảnh hưởng nụ. Dĩ nhiên vẫn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cái cây, nhưng mà cây nụ nó không có bị xâm chiếm được. Ở đây là vẫn nhắc đi nhắc lại mọi người là việc là ươm cái hoa ly trong điều kiện mát, nếu mà trong tủ lạnh này, ngăn mát tủ lạnh hoặc là trong kho lạnh nữa thì càng tốt đấy, để cho cái việc là tạo điều kiện là hạn chế việc là chảy lá, đồng thời là kết hợp với là cái giống nào mà khỏe ok ngon mọi người đấy, cái giống nhưng nó sẽ mức độ chảy lá tùy vào cái sức khỏe của từng người, từng loài giống, từng loài màu. Và cái yếu tố giá thể nó cực kỳ quan trọng. Thời gian đâu giá thể ẩm mà tới xốp thoáng nó là cực kỳ quan trọng. Giá thể mà lúc đầu mà cứ không có ổn lắm, quá loa, rồi là bón phân thời gian đâu nhiều quá thì cũng khá là nguy hiểm. Đấy là một số cái lưu ý mà để mọi người có thể là giảm cái tình trạng là chảy lá từ cái khâu mà bắt đầu mà chưa xuống giống. Nó là giống này, mọi người trông mấy cái giống mà khá là cơ bản, thứ hai là khỏe, ra rễ sớm. Biểu hiện là ra rễ sớm và chống chịu cái thời tiết mà thay đổi hay ẩm. Hai nữa là cái giá thể thì cứ cho nhiều cái phân chuồng hoặc những cái hữu cơ nhiều càng tốt. Đất thì thường thường mình thấy là càng tới sụp, đất thì không cần nhiều quá đâu. Nếu mà được thì khoảng 1/3 đất thôi, còn lại thì cả cái thành phần hỗn hợp như thế là ngon. Đấy. Còn cái giá thể các thứ thì mình cũng chia sẻ khá là nhiều video thôi về giá thể. Hai nữa là việc tưới tắm thì tưới ở mức độ hợp lý thôi, và phân bón thì cũng chưa nên là bón vội vàng quá. Nhiều khi bón vội bón quá thì thành ra cũng khá là nguy hiểm. Chỉ có trắng á, cái việc là bón phân bón lá cho nó ấy, thì cái lúc mà bắt đầu xòe lá ra chẳng hạn như này là bắt đầu mọi người có thể là bón lá cho nó đấy, trong khi mà nếu mà ở dưới ấy, mình chưa bón được thì có thể là bón phân bón lá cho nó, phân nó ăn con lá khá là mạnh và đảm bảo cái sự cân đối dinh dưỡng của cái hoa ly ấy. Nó nuôi được cái lá này và đặc biệt là nước lá non ở trên, thì về sau đến khi gặp điều bất thuận hoặc là nóng thì nó sẽ không có bị đuối và cũng không có bị cháy hoặc là ít hơn, nó lực hơn. Vì nếu mà trường hợp mà mình chơ cấy ăn ở dưới, bắt đầu nuôi lên trên thì sẽ lâu hơn và đồng thời nó sẽ có sự chậm trễ. Có sự chậm thì thành ra là về sau cấy nó đuổi ở bên trên thì thành ra là nó bị cháy thôi, cháy hoặc là bị thối thôi, hoặc là nó có thể là bông có thể là nó rung, nó nhả bông đi, nuôi không nổi. Đó là cái việc là lưu ý đến mọi người là để giảm cái tình trạng chảy lá. Chảy lá là một trong những cái mà khá là nhiều người lo luôn ấy. Lo trong cái việc là trong chăm sóc hoa ly. Chia sẻ mọi người thế nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video chia sẻ tiếp theo.